em đến với bài học tiếp theo của chương trình toán lớp 8, bài 2, các phép toán với đa thức nhiều biến. Nội dung của bài học này gồm có 1. Cộng trừ đa thức, 2. Nhân 2 đa thức, 3. Chia đa thức cho đơn thức, 1. Cộng trừ 2 đa thức. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với hoạt động khám phá 1. Tại một công trình xây dựng, người ta dùng 3 loại tấm kính chống nắng là A, B và C với các kích thước như hình 1, đơn vị tính bằng mét. Giá tiền các tấm kính được tính theo diện tích với đơn giá A đồng 1 mét vuông. Tại đây có hai lần nhập vật liệu với bảng sau. Ở lần 1, 2 tấm loại A, 4 tấm loại B, 5 tấm loại C. Lần 2, 4 tấm loại A, 3 tấm loại B, 6 tấm loại C. Ý A, tính tổng số tiền mua kính của cả hai lần. Ý B, số tiền lần 2 nhiều hơn lần 1 là bao nhiêu? Vậy để trả lời cho hai câu hỏi trên, ta sẽ cùng bắt tay và thực hiện hoạt động này. Dựa vào kích thước của mỗi loại kính và số tấm kính mỗi loại, ta sẽ tính được số tiền ở lần 1 đã dùng để mua 3 loại tấm kính trên sẽ là P1 bằng 2x bình A cộng 4xA cộng 5xIA. Ở lần 2, P2 sẽ bằng 4x bình A cộng 3xA cộng 6xIA. Từ đó ta tính được tổng số tiền của hai lần sẽ là T bằng P1 cộng P2 bằng 6x bình A cộng 3xA cộng 11xIA. Trách lệch giữa số tiền mua lần 1 và lần 2 sẽ là H bằng P2 trừ P1 bằng 2x bình A trừ xA cộng xIA. Vậy để tính tổng và hiệu của số tiền mua kính ở cả hai lần thì chúng ta đã thực hiện một cái bước đấy là tính tổng và hiệu của hai đa thức. Vậy cách làm của phép tính tổng hiệu của hai đa thức thì thực hiện như thế nào? Các em cùng quan sát và theo dõi cô thực hiện. Xét hai đa thức A bằng 2x bình trừ xy, B bằng x bình cộng 3xy trừ y bình. Ta sẽ thực hiện phép cộng trừ hai đa thức như sau. Ở bước đầu tiên, cô sử dụng quy tắc dấu ngoặc để bỏ ngoặc ở cả hai đa thức. Bước tiếp theo, sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các đơn thức đồng dạng. Và ở bước cuối cùng sẽ thực hiện cộng trừ đơn thức đồng dạng. Kết quả thu được tổng của đa thức A và đa thức B sẽ là 3x bình cộng 2xy trừ y bình. Tiếp theo để xét hiệu của hai đa thức, các bước làm vẫn tương tự. Bước đầu tiên, sử dụng quy tắc dấu ngoặc để bỏ ngoặc Bước thứ hai, sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các đơn thức đồng dạng. Và bước cuối cùng, thực hiện trừ các đơn thức đồng dạng. Vậy kết quả hiệu của hai đa thức A và B sẽ là x bình trừ 4xy cộng y bình. Cuối cùng, ta đi đến kết luận sau. Muốn cộng hay trừ hai đa thức? Đầu tiên, ta viết hai đa thức trong ngoặc rồi nối với nhau bằng dấu cộng hay trừ. Và sau đó, bỏ ngoặc rồi thu gọn đa thức thu được. Vậy, từ cách cộng và trừ đa thức. Hãy tính cho cô tổng và hiệu của hai đa thức ở ví dụ 1. Đa thức P bằng A cộng 3B cộng AB bình. Đa thức Q bằng A bình B trừ AB bình trừ 2B. Kết quả P cộng Q sẽ bằng A cộng B cộng A bình B hiệu của P trừ Q sẽ bằng A trừ 5B trừ A bình B cộng 2AB bình. Các em hãy cùng làm vào trong vở và đối chiếu với kết quả. Thực hành 1. Cho hai đa thức M bằng 1 cộng 3XY trừ 2X bình Y bình và N bằng X trừ XY cộng 2X bình Y bình hãy tính cho cô tổng của m cộng n và hiệu m trừ n. Sau khi thực hiện tính toán, các em sẽ thu được tổng của m cộng n sẽ bằng 1 cộng 2xy cộng x. Hiệu của m trừ n lúc này sẽ là 1 cộng 4xy trừ 4x bình y bình trừ x. Mục số 2. Nhân 2 đa thức. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để nhân hai đơn thức. Hoạt động 2. Hình hộp chữ nhật A có chiều rộng là 2x, chiều dài và chiều cao đều gấp k lần chiều rộng. A tính diện tích đáy của A. B tính thể tích của A. Vậy, hình hộp chữ nhật này sẽ có chiều dài và chiều cao đều sẽ bằng 2kx. Diện tích đáy của A lúc này sẽ là S bằng 2x nhân công thức để tính thể tích của hình hộp chữ nhật a lúc này sẽ là V bằng 2x nhân 2kx nhân 2kx. Tuy nhiên, công thức tính diện tích và thể tích này vẫn còn khá phức tạp khi xuất hiện nhiều lần biến x và ẩn k. Vậy làm thế nào để có thể thu gọn được? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách để nhân hai đơn thức. Cô cho hai đơn thức a bằng 2x5y mũ bình và B bằng trừ 3x y bình. Ta sẽ thực hiện nhân hai đơn thức A và B như sau. Bước đầu tiên, thực hiện theo tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân, cô sẽ đưa các hệ số lại với nhau và các lũy thừa của cùng một biến nhân với nhau. Lúc này, lấy 2 nhân với trừ 3, x mũ 5 nhân x và y bình nhân với y bình. Kết quả thu được sẽ là trừ 6 x mũ 6 y mũ 4 từ đó chúng ta đưa ra được kết luận như sau. Để nhân hai đơn thức, ta sẽ nhân các hệ số với nhau, nhân các lũy thừa của cùng biến, rồi sau đấy nhân các kết quả lại với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ví dụ 2. Thực hiện phép nhân các đơn thức. Ở ý A, chúng ta sẽ thực hiện nhân các hệ số. Đầu tiên, âm 3 nhân âm 4. Sau đấy, nhân các lũy thừa của x và lũy thừa của y. Kết quả thu được sẽ là 12 x mũ 6 y mũ 3. Tương tự như vậy ở ý B. Tuy nhiên, ở ý B, các em sẽ thấy có xuất hiện là x nhân y tất cả mũ 2. Vậy khi khai triển ra chúng ta sẽ được là x bình nhân y bình Rồi sau đấy mới nhân với đơn thức là trừ 1 phần 2 x y mũ 3 Vậy kết quả thu được cuối cùng sẽ là trừ 1 phần 2 x mũ 3 y mũ 5 Tương tự như ví dụ 2, các em hãy cùng nhau thực hiện thực hành 2 với nội dung như sau. Thực hiện 3 phép nhân các đơn thức ở 3 ý. Các em hãy thực hiện vào vở của mình, sau đấy đối chiếu với kết quả mà cô đã cho ở trên màn hình. Ở ý A, tích của hai đơn thức 4x mũ 3 nhân âm 6x mũ 3y bằng âm 24x mũ 6y. B, âm 2y nhân âm 5xy bình bằng 10xy mũ 3. Ý C. Âm 2a tất cả mũ 3 nhân 2ab tất cả mũ 2 bằng âm 32a mũ 5b bình. Hoạt động số 3. Ở hình 3a là bản vẽ sơ lược sàn của một căn hộ, các kích thước tính theo mét Hãy tính cho cô diện tích sàn này bằng những cách khác nhau. Ý B, nếu vẽ cả ban công thì ta sẽ được sơ đồ hình 3B, hãy tính cho cô tổng diện tích của sàn bao gồm cả ban công. Dựa vào hình vẽ, các em có thể thấy sàn nhà này được chia ra làm 3 phần: màu vàng, màu cam và màu xanh. Vậy cách đầu tiên chúng ta có thể tính diện tích của từng phòng. Diện tích của sàn màu vàng S1 bằng 2x nhân y diện tích sàn màu xanh S2 bằng 2x x 3x và diện tích của sàn màu cam sẽ là S3 bằng 2x nhân 2. Vậy tổng diện tích sàn nhà lúc này sẽ là 2x cộng 6x bình cộng 4x. Cách số 2, ta có thể tính tổng chiều dài của một căn hộ và sau đấy nhân với chiều rộng. Vậy chiều dài của cả sàn nhà lúc này sẽ là y cộng 3x cộng 2 Vậy diện tích sàn nhà lúc này sẽ là 2x nhân với y cộng 3x cộng 2. Ở ý B, nhìn vào hình vẽ ta có thể thấy ban công này sẽ có chiều rộng là 1 và chiều dài sẽ là y cộng 3x cộng 2 nên diện tích của ban công sẽ là y cộng 3x cộng 2. Tổng diện tích của sàn nhà và ban công sẽ là 2xy cộng 6x bình cộng 7x cộng y cộng 2. bây giờ chúng ta sẽ cùng xét hai đơn thức sau. Đơn thức a sẽ là 2x, hai đa thức b bằng y cộng 3x cộng 2 và c bằng 2x cộng 1. Ta sẽ thực hiện nhân hai đa thức a và b như sau. Lấy 2x nhân với đa thức y cộng 3x cộng 2 ở trong ngoặc. Dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, ta sẽ lần nhân lần lượt 2x với y, 3x và 2. Kết quả cuối cùng thu được sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân sẽ được bằng 2xy cộng 6x bình cộng 4x. Để nhân hai đa thức C và B, ta sẽ nhân từng hàng tử của C với B rồi cộng các kết quả lại với nhau. Các em chú ý khi đặt phép nhân hai đa thức thì ta sẽ phải để từng đa thức ở trong dấu ngoặc. Vậy bước đầu tiên, lấy tự hạng tử của C nhân với B sẽ bao gồm hai hạng tử là 2x và 1 nhân lần lượt với B. Sau khi thực hiện tính chất phân phối, kết hợp và giao hoán thì kết quả thu được cuối cùng của phép nhân này sẽ là 2xy cộng 6x bình cộng 7x cộng y cộng 2. Từ đó ta nêu lên được kết luận sau. Để nhân đơn thức với đa thức, ta sẽ nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các kết quả với nhau. Để nhân hai đa thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này với đa thức kia rồi cộng các kết quả với nhau. Áp dụng để thực hiện ví dụ số 3. Thực hiện các phép nhân. Câu A là phép nhân giữa một đơn thức và một đa thức. Kết quả của phép nhân đơn thức 2xy với đa thức x bình trừ 3y bình sẽ bằng 2x mũ 3y trừ 6xy mũ 3. Ý B. Thực hiện nhân hai đa thức x trừ y và x mũ 3 trừ x bình y. Ta sẽ lần lượt lấy các hạng tử của đa thức x trừ y nhân với đa thức x mũ 3 trừ x bình y. Kết quả cuối cùng thu được sẽ là x mũ 4 trừ 2x mũ 3y cộng x bình y bình. Các em hãy cùng thực hiện sau đấy đối chiếu với kết quả mà cô đã chiếu lên ở trên màn hình. Tương tự, thực hiện bài thực hành 3 thực hiện các phép nhân. Câu A nhân một đa thức với một đơn thức. Câu B nhân hai đa thức với nhau. Kết quả thu được ở ý A trừ 5 A mũ 4 nhân với đa thức A bình B trừ AB bình bằng trừ 5 A mũ 6 B cộng 5 A mũ 5 B bình. Ý B nhân đa thức x cộng 2Y với đa thức x y bình trừ 2 y mũ 3 Kết quả sẽ là x bình y bình trừ 4 y mũ 4 Vận dụng Hãy tính diện tích của phần tô màu ở trong hình 4 Các em sẽ thấy muốn tính được diện tích của phần tô màu Ở trên hình chúng ta cần phải tính được hiệu diện tích của hình chữ nhật lớn ở ngoài Trừ đi diện tích của hình chữ nhật bé ở trong Vậy diện tích của hình chữ nhật lớn sẽ là 5y nhân 2x cộng 3y ở trong ngoặc. Kết quả sẽ là 10xy cộng 15y bình. Tương tự diện tích hình chữ nhật bé là x bình cộng xy. Lúc này diện tích phần tô màu sẽ là 9xy cộng 15y bình trừ x bình. 3. Chia đa thức cho đơn thức. Trước tiên, chúng ta cần phải biết cách để chia đơn thức cho đơn thức. Hoạt động 4. Hình chữ nhật A có chiều rộng là 2x cm, chiều dài gấp k lần chiều rộng với k lớn hơn 1. Hình chữ nhật B có chiều dài là 3x cm. Muốn hai hình chữ nhật này có diện tích bằng nhau thì B phải có chiều rộng bằng bao nhiêu? Vậy để tìm được chiều rộng của B, chúng ta cần phải tính được diện tích của hình A, từ đó suy ra được diện tích của hình B. Rồi chia cho chiều dài của B để có thể suy ra được chiều rộng diện tích của hình chữ nhật A sẽ là 2x nhân 2kx bằng 4kx bình. chiều rộng của B là 4kx bình chia cho 3x bằng 4 phần 3kx. ở đây chúng ta đã thực hiện là phép chia đơn thức cho đơn thức. tuy nhiên cách làm như thế nào thì các em hãy cùng quan sát ví dụ sau. xét hai đơn thức A bằng 3x mũ 4y bình và B bằng 4X bình Y. Nếu có một đơn thức C sao cho A bằng B nhân C, ta nói A chia hết cho B thương là C và viết A chia B bằng C. Ta thực hiện phép chia A cho B như sau. Khi viết phép chia A cho B, các em chú ý phải để biểu thức B ở trong dấu ngoặc. Tiếp theo, ta sẽ thực hiện chia phần hệ số cho hệ số các lũy thừa của cùng một biến cho nhau. 3 chia 4 x mũ 4 chia cho x bình, y bình chia y. Sau đó các kết quả thu được đem nhân với nhau thì ta sẽ được kết quả cuối cùng. Sẽ bằng 3 phần 4 x bình y. Đó. Cô nêu ra kết luận như sau. Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B, trong trường hợp A chia hết cho B, ta làm như sau. Bước 1. Chia hệ số của A cho hệ số của B. Bước 2, chia lũy thừa từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B. Cuối cùng, nhân các kết quả tìm được với nhau. Áp dụng kiến thức trên, chúng ta sẽ cùng thực hiện ví dụ 4. Thực hiện phép chia 9x mũ 7y mũ 3z mũ 4 cho 3x mũ 4y bình. Đầu tiên, thực hiện chia hệ số. Lấy 9 chia 3 các lũy thừa của x, x mũ 7 chia x mũ 4, lũy thừa của y, y mũ 3 chia y bình nhân z mũ 4. Kết quả cuối cùng sẽ là 3 x mũ 3 y z mũ 4. Tương tự, các em thực hiện cho cô thực hành 4. Thực hiện phép chia 8x mũ 4, y mũ 5, z mũ 3 cho 2x mũ 3, y mũ 4, z. Sau khi thực hiện kết quả thu được sẽ là 4xyz mũ 2. Vận dụng. Hãy tính cho cô diện tích đáy của hình hộp chữ nhật có thể tích là V bằng 12x bình y và chiều cao bằng y bình. Các em hãy cùng thực hiện phép tính và đối chiếu với kết quả. Kết quả cuối cùng lúc này diện tích đáy sẽ là S đáy bằng V chia h và bằng 4x bình. cuối cùng ta sẽ cùng tìm cách để chia đa thức cho đơn thức. Hoạt động 5. Một bức tường được trang trí bởi hai tấm giấy dán có cùng chiều cao là 2x m và diện tích lần lượt là 2x bình đơn vị là mét vuông và 5xy đơn vị mét vuông. A. Tính chiều rộng của mỗi tấm giấy, từ đó tìm ra chiều rộng của bức tường. B. Từ kết quả trên, ta có thể biết được kết quả của phép chia của đa thức A bằng 2x bình cộng 5xy cho đơn thức B bằng 2x được hay không? Hãy giải thích. Vậy dựa vào hình vẽ, để tính được chiều rộng của bức tường, chúng ta có thể tính được chiều rộng của hai tấm giấy lần lượt sẽ là 2x bình chia 2x và 5xy chia cho 2x. Kết quả sẽ là x và 5 phần 2y. Vậy chiều rộng của bức tường sẽ là tổng x cộng 5 phần 2y, đơn vị là mét. Chiều rộng của bức tường cũng chính là bằng diện tích chia cho chiều cao, tức là bằng 2x bình cộng 5xy, tất cả chia cho 2x. Do đó ta sẽ được thương của phép chia, 2x bình cộng 5xy chia cho 2x sẽ bằng x cộng 5 phần 2y, đơn vị là mét. Vậy, khi xét đa thức A và đơn thức B bất kỳ. Nếu có một đa thức C sao cho A bằng B nhân C thì ta nói A chia hết cho B được thương là C và viết A chia B bằng C. Ta sẽ có một kết luận như sau. Muốn chia một đa thức cho một đơn thức trong trường hợp chia hết, ta sẽ chia từng hạng tử của đa thức cho đơn thức rồi cộng các kết quả tìm được với nhau. áp dụng kiến thức ở trên. Cô và các em cùng thực hiện ví dụ số 5. Thực hiện các phép chia. Câu A, chia đa thức 12a bình trừ 6ab cộng 3a cho đơn thức 3a. Mình sẽ lần lượt lấy các hạng tử của đa thức 12a bình chia 3a, trừ 6ab chia 3a và cuối cùng 3a chia 3a cộng các kết quả tìm được lại với nhau, kết quả thu được cuối cùng là 4a trừ 2b cộng 1 Ý b chia đa thức x mũ 4y bình trừ 4xy mũ 3 cho đơn thức trừ 2xy bình, ta sẽ thu được kết quả cuối cùng là trừ 1 phần 2x mũ 3 cộng 2y. Các em hãy cùng kiểm tra lại các bước làm của mình thông qua kết quả mà cô đã chiếu lên ở trên màn hình. tương tự như vậy thực hiện thực hành 5. Thực hiện hai phép chia. A. 5AB 2A bình tất cả chia A. Kết quả thu được bằng 5B 2A. Ý B. 6x bình y bình trừ x y bình cộng 3x bình y tất cả ở trong ngoặc chia cho âm 3 xy Kết quả cuối cùng 2 xy y cộng 1 phần 3Y trừ X. Các em hãy cùng kiểm tra lại từng bước làm của mình với kết quả. Hoạt động cuối cùng, vận dụng 4. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật có thể tích là V bằng 6X bình Y trừ 8XY bình và diện tích đáy S bằng 2XY. Ta đã biết, hình hộp chữ nhật thì sẽ có thể tích bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Vậy, muốn tính được chiều cao của hình hộp, thì ta sẽ lấy thể tích chia cho diện tích đáy. Vậy, H sẽ bằng V chia cho S đáy và bằng 6X bình Y trừ 8X Y bình tất cả chia cho 2 xy và kết quả cuối cùng chiều cao của hình hộp chữ nhật sẽ bằng 3X trừ 4Y. Vậy là chúng ta đã đi hết bài học ngày hôm nay. Trong bài học này, các em đã biết cách để cộng trừ đa thức, nhân hai đơn thức, nhân đơn thức với đa thức nhân hai đa thức chia đơn thức cho đơn thức và cuối cùng đấy là chia đa thức cho đơn thức để củng cố lại các phần kiến thức đã học các em hãy làm cho cô các bài tập ở trong sách giáo khoa chúc các em đạt được kết quả tốt